chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Nhập Khẩu. Thì hôm nay Thư sẽ xin báo giá lại tất cả các dòng xe tay ga hiện tại đang bán chạy trong tháng 9 này của cửa hàng Minh Thư ha. Thì đầu tiên là Thư sẽ xin giới thiệu cho các bạn về dòng xe Vision. Hiện tại Vision Minh Thư đang có rất là nhiều màu nè. Ba màu ở đây là đi phiên bản sơn 3D ha. Còn ở bên đây là màu trắng của phiên bản cao cấp. Đây màu đỏ cũng của phiên bản cao cấp luôn. Thì hiện tại Vision Minh Thư đang bán với giá là 30 triệu 500 đến 35 triệu 900 tùy theo phiên bản và tùy theo màu ha. Thì đây là bản này là bản cao cấp. Bản cao cấp hiện tại Minh Thư là giá là 32 triệu 300 cho bản cao cấp. Thì nó sẽ có màu trắng nè với lại màu đỏ. Thì các bạn thấy đây ha, hai chiếc này thì bên mình có chiếc này nè, thì bên mình đã có lên phụ kiện trang trí kiểu như là lên xương xương thôi ha, có lên mặt nạ ba cháu nè, còn bên đây là chiếc mặt nạ zin của xe ha. Phía sau thì bên Thư sẽ có lên cái cản màu đen đó, thấy chưa, cản bên đây cản màu bạc này là cản zin của xe ha. Chiếc này bên Thư có lên sơ hai món rồi. Thì ngoài ra các bạn có lên thêm đồ thì bên Thư vẫn có hỗ trợ cho mình luôn. Rồi ở bên này là xe sơn 3D nha, sơn 3D chiếc này nè. Chiếc này thì bên Thư sơn lên từ chiếc của bản chìa khóa nha, nên là cái yên đồ nó cũng sẽ là màu đen lên từ bản chìa khóa. Còn chiếc này bên Thư lên sơn từ cái bản cao cấp, nên là cái yên nó sẽ màu nâu và nó sẽ sử dụng khóa thông minh nha. Bản sơn 3D thì hiện tại bên Thư là tùy theo mình lấy từ phiên bản nào lên thôi. Nếu mà lấy từ bản cao cấp lên á thì mình lấy giá cao cấp mình cộng thêm tầm khoảng 2,5 triệu nữa. Nếu mà mình lên từ bản cao cấp thì giá xe sơn sẽ là 34 triệu 500 ngàn sơn từ bản cao cấp nha. Thì ngoài ra khi mà mình mua những xe màu sơn 3D thì bên Thư sẽ có hỗ trợ đổi màu sơn cà vẹt xe cho các bạn để phù hợp cho các bạn lưu thông trên đường hợp lệ nha. Rồi tiếp theo bên đây là chiếc màu đỏ của bản cao cấp nha. Chiếc này thì bên Thư có lên cũng lên mặt nạ nè, với lại có lên cái thảm inox cho xe luôn, thảm để chân đó. Rồi ở bên đây thì chiếc này thì bên Thư có lên cái đèn nè, đèn 2 tầng cho xe nha. Các bạn nhìn bên đây ha, đèn này thì là đèn zin của hãng, này là 1 tầng thôi. Còn đèn này thì Thư đã lên đèn 2 tầng cho xe luôn. 2 tầng giống như là mấy mẫu SH gì đó. Còn bên đây là phiên bản cá tính, là phiên bản thể thao ha, cũng là cái bản mắc tiền nhất của Vision. Thì bản này bên Thư đang bán với giá là 35 triệu 900 cho mấy bạn luôn. Đây các bạn xem qua ha, thì cái bản này á, thứ nhất là bánh xe của nó sẽ to hơn so với cái phiên bản còn lại ha. Bánh xe sẽ to hơn. Nó sẽ có hai màu là màu xám nè với lại màu đen. Đen mình sẽ nhám nha, xám mình sẽ xám bóng. Đi tem đỏ rất là nổi bật luôn. Rồi, chiếc ở bên này thì bên Thư là phiên bản đặc biệt nha. Phiên bản đặc biệt thì hiện tại nó chỉ có một màu xanh duy nhất thôi, là màu zin của hãng luôn á, là màu xanh nhám nha. Bản đặc biệt hiện tại là 34 triệu 100 ngàn cho bản đặc biệt. Thì đối với dòng Vision này á, thì hiện tại bên Thư đang hỗ trợ trả góp. Các bạn trả trước cho Thư từ khoảng từ 4 đến 5 triệu là mình có thể làm hồ sơ được rồi. Hồ sơ thì chỉ cần một cái căn cước công dân. Nếu các bạn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì cứ mang kèm theo cho Thư nha. Rồi tiếp theo là dòng xe AB. Thì AB chiếc này bên Thư sẽ báo giá từ bảng 125 với lại bảng 160 ha. AB 160 hiện tại bên Thư đang có giá từ là 52 triệu 600 cho bảng cao cấp và bảng đặc biệt là 54 triệu 500 ha. Thì bên Thư đang có sẵn một màu là màu đỏ ở đây. Rồi, kế bên là nguyên một hàng này luôn, chính là AB125 nha. Đây các bạn lưu ý Thư đây, màu xanh này là màu zin nè. Màu đỏ bên đây là màu zin của xe nha. Hai màu này là màu zin, là phiên bản này hiện tại bên Thư đang bán với giá là 39 triệu 900 cho AB125 nha. Nếu các bạn đi bản giới hạn là màu đen nhám á thì nó sẽ là 40 triệu 900. Đây hai bản này nha, hai bản này Thư báo giá lại cho mấy bạn nha, là màu zin của hãng là 39 triệu 900, là màu đỏ và màu xanh 39 triệu 900 nha. Rồi ba màu còn lại là màu trắng nè, xanh min nè, với lại màu xám lông chuột này là bên Thư là sơn 3D lên nha. Sơn 3D hiện tại đang có giá là 41 triệu 300 cho bản sơn 3D. Thì tất cả các màu xe sơn 3D bên Thư đều sẽ có hỗ trợ các bạn lên đổi màu cà vẹt xe cho các bạn luôn nha. Thì ngoài những màu sơn 3D ở đây, các bạn có đang thích hoặc là mong muốn sơn cái màu nào khác thì cứ gửi hình cho bên Thư, Thư sẽ hỗ trợ sơn theo ý thích của mấy bạn luôn. Đây, Thư vừa giới thiệu cho các bạn sơ qua hai dòng là AB Vision. Thì hiện tại chúng ta sẽ báo giá luôn cái phần xe Rende nha. Rende hiện tại bên Thư đang bán với giá là từ
Yamaha Rende hiện tại bên Thư đang bán với giá cho phiên bản mới bây giờ là 42 triệu đến 46 triệu 200 tùy theo phiên bản ha, tiêu chuẩn là phiên bản đặc biệt và phiên bản giới hạn. Phiên bản tiêu chuẩn là 42, phiên bản đặc biệt là 45,6 và phiên bản giới hạn là 46 triệu 200. Đây ở cho chiếc màu đỏ ở trong này. Chiếc màu đỏ ở phía trong cho mấy bạn sẽ là phiên bản tiêu chuẩn nha. Phiên bản tiêu chuẩn thì bên Thôi đang còn màu đỏ, phía trong là phiên bản tiêu chuẩn nè. Rồi màu xanh ở ngoài này, xanh nhám ở ngoài này là phiên bản đặc biệt ha, 45 triệu 600 cho phiên bản đặc biệt. Màu xanh nè, với lại màu xám nhám ở bên kia là phiên bản giới hạn, hiện tại đang là 46 triệu 200 nha. Từ cái phiên bản đặc biệt với giới hạn trở lên đó, thì nó sẽ có thêm cái phần phanh xe là phanh ABS nha mấy bạn nha. Có thêm phanh ABS còn phiên và sử dụng khóa smart key nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn là mình đang sử dụng khóa chìa phanh cơ bình thường thôi. Thì qua hai dòng này còn một dòng nữa, đó chính là dòng xe nhập khẩu nha. Vero 125 hiện tại bên mình đang bán cho bản khóa chìa là 35 củ cho phiên bản khóa chìa ha. Sẽ có hai màu zin của hãng luôn là màu đỏ và màu đen, là hai màu zin của hãng nha. 35 củ cho màu zin của hãng. Và phiên bản 125 là mình sẽ sử dụng chìa khóa cơ và không có cái chế độ tắt 3 giây. Đây giống như chiếc này ra thì bên mình có lên phụ kiện xương xương nha. Thảm nè, boe với lại phục xe. Rồi thì đây là phiên bản 125 khóa cơ, còn khóa smart key là 37 triệu 700. Hiện tại bên mình đang có màu đen nhám nè, màu trắng nhám và màu xanh nhám là ba màu zin của hãng luôn ha. Đây ba màu này 37 triệu 700, sẽ sử dụng khóa smart key và có thêm cái phần là idling top 3 giây nha. Về cái phần xe Vario thì các bạn mua xe trong thời điểm tháng 9 này thì giá là cực kỳ mềm so với tháng vừa rồi luôn. Khi các bạn mua góp thì đối với dòng này các bạn chạy trước tầm khoảng từ 5 đến 6 triệu là mình có thể nhận xe về luôn. Thủ tục thì nó sẽ cần có một cái căn cước công dân. Ngoài ra các bạn có thêm là bằng lái xe hoặc bảo hiểm y tế thì cứ mang theo, bên Thư sẽ hỗ trợ thêm cho mình. Nói chung là mình có càng nhiều giấy tờ thì nó sẽ có nhiều lợi thế cho mình hơn. Thì ngoài ba cái bốn dòng xe, chứ ngoài bốn dòng xe Thư vừa giới thiệu qua như là Vision nè, AB125, AB160, Rende và Vario là những dòng đang bán chạy trong cửa hàng Thư trong tháng 9 này. Thì ngoài ra các bạn có đang quan tâm dòng xe tay ga nào khác nữa thì cứ comment bên dưới ha. Thư sẽ hỗ trợ quay clip giới thiệu hơn cho các bạn chi tiết hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.